Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được cập nhật ở cái thời điểm cuối tháng 7 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Mazda CX-30 được bán ra thị trường với hai phiên bản, bao gồm phiên bản Mazda CX-30 2.0 Luxury và phiên bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Ở trong cùng phân khúc thì Mazda CX-30 đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, nhưng tầm tiền của Mazda CX-30 cũng đang rất dễ tiếp cận ở cái thời điểm cuối tháng 7 này anh em ạ. Hiện tại thì bên hãng thay đổi cái mức giá niêm yết giảm sâu, nhưng về đại lý bên em thì cái mức quyền linh động lại được tăng cường giảm giá tiếp anh em ạ. Và chi tiết về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh của từng phiên bản Mazda CX-30 này như thế nào thì mời anh em có thể theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-30 2.0 Luxury. Bản này thì đang có cái mức giá là 699 triệu. Hiện tại khi mà được tăng cường giảm giá cực kỳ mạnh ở thời điểm này thì bên em vẫn hỗ trợ tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 780 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 771 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 758 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Hiện tại cái chính sách giá bán này của bên em thì em chỉ hỗ trợ cho những anh em ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn những anh em ở các tỉnh thì xem và vui lòng tham khảo kênh của em để ra các địa phương gần nhất của mình để có anh em tư vấn bán hàng ở đấy chăm sóc anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 749 triệu. Với cái chính sách giảm tiền mặt của đại lý bên em đang hỗ trợ cực kỳ mạnh anh em ạ. Nhưng vẫn tặng anh em những cái bộ phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 836 triệu, trả góp thì đang là 220 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 826 triệu, trả góp thì đang là 206 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 813 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Mazda CX-30 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào nữa thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé, để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.